chiều ngày 16 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Carbus Việt Nam trao tặng cho bà con nhân dân huyện Nghi Xuân 100 suất quà với tổng giá trị 25 triệu đồng. Những suất quà được trao tặng cho 100 gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã vùng bãi ngang ven biển. Cương Gián 40 suất, Cổ Đạm và Xuân Liên mỗi xã 30 suất. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bánh quy. Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Carbus Việt Nam gửi đến bà con nhân dân Hà Tĩnh 1.000 suất quà với mong muốn tiếp tục chia sẻ và hỗ trợ người dân trên địa bàn Hà Tĩnh vượt qua khó khăn do đại dịch COVID và đón Tết ấm cúng hơn.